Kính thưa quý vị và các bạn, có một ngành nghề mà ai cũng có thể làm được, một ngành nghề mà bất kỳ cơ quan nào cũng có cần, ngành mà các bạn có thể học tập được rất nhiều điều và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, vốn sống cho bản thân, nơi mà các bạn có thể tiếp xúc được với nhiều người, với nhiều thành phần trong xã hội và là người hỗ trợ đắc lực cho các lãnh đạo. Quý vị và các bạn thân mến, Thảo Ly đang nhắc đến đó là chính là ngành thư ký, quản trị văn phòng và trợ lý giám đốc. Thư ký là nơi có cơ hội thăng tiến, nhưng không những vậy, nghề thư ký còn giúp cho bạn có một mức lương tương đối ổn định và cao. Tại sao các bạn lại không tạo ra cơ hội bằng chính khả năng và nghị lực của mình? Và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngắn hạn SBTC sẽ giúp các bạn trở thành một thư ký, trợ lý giám đốc, quản trị văn phòng sau khi các bạn hoàn thành khóa học. Các bạn đang là sinh viên thuộc các khối ngành kinh tế, văn học, ngôn ngữ Anh, v.v. Các anh chị hiện đang là nhân viên văn phòng cần được trang bị thêm kiến thức để trở thành một thư ký. Các anh chị đang làm việc ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, mong muốn chuyển sang nghề thư ký đều có thể tham gia khóa học tại trung tâm. Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Không những giúp các bạn trang bị những kiến thức về lý thuyết và thực hành, về nghiệp vụ thư ký và các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống. Điều đặc biệt, các bạn học viên sẽ được học cách trang điểm công sở, giúp cho các bạn có một vẻ đẹp nhẹ nhàng, có thể tự tin giao tiếp, tiếp xúc với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì ngoài công việc chuyên môn, các bạn còn phải thay mặt giám đốc, đối nội, đối ngoại. Để thành công, không chỉ đòi hỏi chuyên môn sâu mà phải cần pha thêm một chút nghệ thuật. Sau khi các bạn học viên hoàn thành các khóa học, các nội dung trong khóa học và trải qua các bài kiểm tra, các bạn học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, trợ lý giám đốc và quản trị văn phòng do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Hãy để Trung tâm Nghiệp vụ Ngắn hạn SBTC giúp các bạn từng bước trở thành một thư ký, trợ lý giám đốc, quản trị văn phòng giỏi trong tương lai. Và để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web www.sbtc.edu.vn. Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngắn hạn SBTC, số 93 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại liên lạc 0939 729 645, 0984 806 454.